Bạn đang làm gì vậy chú cô? Mình đang sáng chế máy cắt cỏ cho mẹ. Mình làm nó từ thùng rác cũ đó. Wow, bạn giỏi thật. Đâu có. Thật ra là nhờ cờ lê và tua vít thần kỳ đó. Nè, chỉ cần có cái này thì bạn sẽ sáng chế được những vật dụng mới từ những đồ vật cũ. Bạn có muốn thử không? Trời đất ơi, sao dạo này thời tiết nóng dữ vậy ta? Ra đường đúng là mệt luôn á. Mẹ ơi, lại đây xem, con làm cái này nè. Trời đất ơi, con làm gì vậy Kim? Con biết trời nóng nên đã điều chế máy làm mát cho mẹ nè. Mẹ, con làm đôi này cho mẹ nè. Mẹ đi làm không trễ giờ đó. Kem ơi là kem, mẹ đi làm bằng xe máy, không cần đôi giày kỳ quặc đó đâu. Đến cả chiếc xe cũng chống đối mình nữa hả? Trời ơi. Mẹ, mẹ. Để con biết sửa. Kem. Đây đúng là thiên tài sáng chế mà mình đang tìm kiếm. Cậu, nữ hoàng của chúng tôi đang tìm một thiên tài sáng chế giống như cậu. Thiên tài gì? Tôi gây tai họa cho mẹ thì có. Ồ, không phải, do mẹ cậu không biết thôi. Chà, nếu mà nữ hoàng gặp cậu, nữ hoàng sẽ vui lắm đây. Thưa nữ hoàng, nhà sáng chế đã tới. Ngươi là nhà sáng chế sao? Ngươi làm được gì nào? Có cái này, tôi có thể làm tất cả mọi thứ tôi muốn. Nè, đưa ta xem. Ta không tin. Ngươi cầm rồi đi đi. Thôi đừng buồn, cho cậu cây kẹo. Đi đi. Kem, bạn ơi, cho cô bị bắt cóc rồi. Đi theo mình nhanh lên. Bóng thôi miên. Bóng thôi miên. Nhờ có cờ lê tu vít của ngươi mà ta đã chế tạo ra vũ khí toàn đăng để bắt được chú cô. Thiên gia, ngươi đã tráo cờ lê tu vít của ta. Ngươi đừng hòng muốn đưa chú cô đi khỏi trái đất. Hãy bước qua xác của tụi ta đi. Được, ta sẽ cho các ngươi toàn nguyện. Mình có cách rồi. Chà, sắp chết vẫn còn bảo vệ người khác. Tình bạn đáng quý quá ha. Thiên tài sáng tạo đồ chơi. Hả? Vậy thì hãy xem đây. Ta xin hàng. Mình xin lỗi các bạn. Vì mình lơ là nên bà ta mới lấy được tua vít thần kỳ của Choco. Không có đâu, chính bạn cũng là người cứu tụi mình mà. Từ nay, Kem cố gắng học để sau này có thể phát minh ra nhiều đồ vật hữu ích nha.